Xin chào tất cả các bác, các cô và các anh chị. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại đỉnh Hấu Chua. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mấy anh em siêu nhân hiện tại vẫn đang bận, thế nên là cũng chưa kịp thời là mua xi măng vào để mấy anh em vận chuyển lên. Tại vì cái tuyến đường này nó vẫn đang còn chưa khô ấy các bác. Đợi đến ngày mai thì tiết nó khô hơn một chút thì Mỹ Linh sẽ mua xi vào để cho bảy anh em siêu nhân vận chuyển lên phía trên thế này. Sau đó là lại tiếp tục cái quá trình là đổ đường và làm đường. Hôm nay thì Mỹ Linh đang trên đỉnh Hấu Chua và cũng quyết định là vào trong nhà của mấy anh em siêu nhân chơi. Đặc biệt là hôm nay là Mỹ Linh đi vào trong nhà của bác Xính. Thì những thước phim trước thì Mỹ Linh cũng chưa vào nhà bác Xính bao giờ. Thì hôm nay Mỹ Linh đã quyết định là đi đến nhà bác Xính để thăm cho tất cả quý cô bác biết về chỗ gia đình, hoàn cảnh nhà bác Xính nó như thế nào. Hiện giờ là hai anh em đang trên đường đi vào trong nhà bác Xính. Đây là cái quãng đường mà hai anh em đang vào nha các bác. Hiện giờ thì mình đang đứng ở chỗ mà đỉnh Hấu Chua, cái điểm rất là đẹp. Có thể ngắm làng Mông, ngắm Má Pì Lèng, ngắm sông Nho Quế. Hay bột đá thì bà con đã chuẩn bị để đây hết rồi. Đấy, phía bên trước mặt các bác kia là chỗ hẻ tu sản phía bên kia nhá. Với cả điểm Má Pì Lèng rất là đẹp. Chỗ này là một cái chỗ nghỉ nghỉ trưa. Nếu mà dụ một chỗ nghỉ ngơi dừng chân ấy. Mấy nữa mà cái tuyến đường này làm xong mà nghỉ ngơi ở đoạn này thì cũng rất là đẹp luôn. Không biết là hôm nay bác Xính có ở nhà không. Hai anh em là cũng vào bất chợt thôi. Tại vì bác Xính là người nhiều tuổi nhất trong cái đội 7 anh em siêu nhân làm đường. Bác Xính thì không có điện thoại dùng nữa, thế nên là cũng liên lạc với bác rất là khó. Mấy nữa là cái tuyến đường này sẽ đổ qua đây và vòng qua nhánh Pó, qua điểm trường xuống lên nhà bác Sò, và đặc biệt là lên đến đỉnh Hấu Chua, đặc biệt là chỗ nhà của anh Xính còn nuôi hai cháu mồ côi. Đấy, đến đoạn này là nó hơi dốc nhá các bác. Đoạn này là mình nữa là phải làm kỳ là kỹ luôn. Cái đoạn bên này thì đá nó to quá, không thể khoan ra được. Thì đoạn này chắc nó sẽ hẹp hơn một chút. Xá lên đây bao giờ chưa? Lên rồi. Đấy, cứ đi thẳng ra bên kia. Còn không biết là bác Xính có ở nhà không ấy. Tại vì mưa này thì bà con cũng không đi đâu đâu. Chủ yếu là nếu mà đi hộ cái gia đình nào bẻ ngô ấy thì mới đi thôi. Còn thường thường mùa này thì đa số đều ở nhà hết. Điểm đầu tiên chúng ta đến thì sẽ đến là nhà của anh Pó. Sao? Bố ơi, không ở nhà, chắc như họ bể ngô. Đi vào ngoài đường này, vào ngoài đường này lên nhà bác Sò luôn. Cái mới xính là phải đi vào cùng qua cái tảng này, rất là đẹp. Một cái tảng ngạn. Thế hôm nay thì Linh cũng muốn lên chia sẻ những video hình ảnh ý nghĩa về những cái hộ gia đình, đặc biệt là bảy anh em siêu nhân
cho tất cả các bác biết. Bên này trái nhá, không phải đâu. Đấy nhà bác sò mà. Bên này không nhìn thấy đường to bên này. Đấy, bột đá đi. Vậy anh siêu nhân đã tập kết mỗi một chỗ một đống bột đá này. Đấy, nhà bác sò là nhà bác xính là nhà ngay dưới chân núi này. Đúng rồi, đi xuống. Chuẩn nhà bác xính ở dưới đây luôn. Đây cái căn nhà mà bác sĩ đang ở nha qua. Gọi nào, xem bác sĩ ở nhà. Bác sĩ ơi. Bác sĩ mở được. Bác sĩ. Đi ra ma rồi. Ờ. Ồ. Không bỏ tuổi rồi. Bỏ tuổi bỏ tuổi. Mà sao chị đâm. Mà nì mù 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 hào lửa xin nhỉ. Mà nì mù mù hào lửa tao. Xin. Mù hào lửa mà. Chị mà. Mà hào lửa mà chứ. Ừ. Thế nhà bác sĩ này là hôm nay đi vắng rồi, đám ma. Thế này là mấy anh em sinh nhân là với nhỉ. Không mù mà lấy chị đâm mù à. À. Thế là đang định bảo vào đi ăn cơm trưa không thì thôi. Đi lên trên nhà, chỗ nhà của anh xính ăn cơm được. Chỉ mà nó thử mà tôi nhỏ nên nó mỏi rồi. Nó thử mà nhớ mà cho hết rồi. Đây vợ của bác xính nhá. Đây căn nhà bác xính đang ở đây. Đấy. Các cháu này. Ồ, từ từ bữa nay à? Từ đó chỉ bữa ăn. Bố nó làm bây giờ có tí à. Đấy. Nhớ chơi rồi giờ. Cháu ông nhá. Vâng. Đây là bố của... Hả? Quả? À, bác xính à. Chứ tôi trả bác xính chính nhau trên mà chú ấy nó từ ok mà tôi trả được. Đây căn nhà mà bác xính đang sinh sống ấy, cùng với cả bố với cả vợ với các con. Giờ có bún đi lo. Lúc đang nào bún đâu rồi. Ông ngủ phía ngoài kia cơ, không phải ngủ đây nhá. Ông bảo là không có giường ngủ. Đấy. À bác xính ấy. Nước chảy về. Mà nên nhớ nè, chỉ số là nước từ chỉ lo rồi mà tôi trả. Chỉ nhau chạy. Mình chỉ mua số tiền nhá, chỉ bán đòi tiền như vậy. Mà nên nhớ nè nhá. Ôi con chào bà nhá. Con nửa rồi mà nhớ mà tôi nhá. Bác xính lại không ở nhà thế Mỹ Linh à. Quyết định lên chỗ nhà anh xính luôn. Bác xính lại không ở nhà rồi. Thế mình lên nhà anh xính. Đây là căn nhà mà bác sĩ đang sinh sống với các bác. Cũng chỉ lấy những mái bờ lô này, che chắn lại thôi. Hiện giờ thì Mỹ Linh đang trên đường đi đến chỗ cái đỉnh Hậu Chua. Đặc biệt là chỗ nhà của anh Xính. Trong biệt đội 7 anh em siêu nhân đang làm đường.
Thì lúc này My Linh vào nhà bác Xính thì bác Xính không ở nhà rồi. My Linh lại quyết định lên trên chỗ nhà anh Xính vào ăn bữa cơm với gia đình, bữa cơm trưa. Không biết mọi người có ở nhà không? Bên tay phải. Đường bên tay phải. Đường bên tay phải. Leo núi leo đồi. Cho các bác biết, khi nào các bác mà lên du lịch ở Hà Giang thì các bác có thể trải nghiệm lên chỗ đỉnh Hấu Chua này, để leo núi lên nhà của mấy anh em siêu nhân chơi một bữa cơm trải nghiệm. Mùa này chắc phải một tháng nữa mới thua nhỉ. À, đường đấy bẩn quá. Đang bảo lên chơi. Xin chào Beno. Hôm nay không đi chơi à? Hôm nay không đi. Nhà kia. Đi xuyên nhà này luôn gì? Hay nhà nào ấy? Đi xuyên qua nhà này này. Đi sau kia ăn cơm nhá. Bố mẹ về chưa? Về rồi. Chưa chơi rồi. Có một láo trong bây giờ. Em nhìn tôi tỏ là nó mỏ. Bác sĩ mỏ. Bây giờ tôi chào xí à. Rồi em nhìn tôi tỏ đi à. Tí nấu sang đây nhá. À, anh xí nhá, cào cái hồ này để cho Ngan nó bơi đấy. Vâng. Ngan mình không? Úi, cẩn thận nhá. Mọi người đâu hết rồi? Ở nhà. À, bảo lên chơi. Đây. Hôm nay mọi người nhà không, luôn. Không làm đường đúng không? Mai bắt đầu chở xi nhá. Mai á? Ừ. Vâng. Đó thì bảo hôm nay chở đi, mọi người bảo là để đất nó khô một tí đã đúng không? Vâng. Hôm nay chở thì hơi trơn. Cái đũa đổ xong thì đi được. Ừ. Nó nghỉ nè. Thôi chỉ mong mà giống nóng rồi nhờ. Các nếu chơi lồn hả? Bác sĩ là lúc này cho nấy chả lồn hết chả lồn hả? Ừ. Thế thì cứ tính là mai chở xi măng nhá. Để đẩy nhanh tiến độ cho anh em làm. Em thì bao khoản cho bọn nó chở thì bọn nó chở xong thì mới độ. Xin chào nhá. Chào chú ạ. Ờ, nhất chết rồi. Ờ. Sao lấy kẹo, cái gói kẹo cho mọi người chia một ăn đi. Ờ, xin chào mọi người nhá. Nè nhiều quá gì nè. Ờ. Đưa ẩn gói cho mọi người chia. Cháu xì nè. Cháu xì đâu. Ừ.
Đang... Thế này nè, uốn nông rồi. Ừ. Nên làm giống. Dòng. Cháu xin giỏi nhỉ. Hôm nay mọi người cũng không đi đâu hết đâu đúng không? Nhà hết à? Sáng nay chuẩn bị nhà hết. Học sinh rút sắp cửa, giỏi nhỉ. Đang đi bảo lên xin bữa cơm trưa được không anh Sinh? Ôm gì rồi? Ấy rồi. Đây là chỗ không gian nhà của anh Sinh làm đường ấy quá. Thì nhà Mỹ Linh sẽ ngồi đi ăn trưa. Lúc này lên nhà bác Sinh, nhà bác Sinh lại không ở nhà đi đám ma hay sao? Chắc ở bên Tà Lùng. Bác Sò cũng đi mà. Bài Lùng á? Bài Lùng đúng rồi. Bài Lùng hay Tà Lùng ấy. Đấy, bé bé đã biết giúp bà nhặt hạt đậu rồi đấy. Đáng yêu chưa các bác? Xong mình cho tàu chỉ giống tàu rồi. Đậu nó không tốt lắm các bác. Dạ mà. Hả? Ngủ dưới đất thôi á? Mấy nà, chị rõ đi mà. Ấy rửa luôn anh, rửa cạo. Luộc hết là một tảng luôn, một tảng xào đi nhỉ? Anh Áp Bó đi đâu nhỉ? Áp Bó không biết, sáng nay gồm đi cho nó tuần Tí gọi anh trai anh sang đi ăn cơm. Ở nhà không? Đi làm hết rồi. À, đi làm hết rồi. Thì hôm nay con đi trồng đậu. À, trồng đậu hết rồi. Ở nhà gọi sang đi ăn cơm. Chắc anh trai chắc là nó đi chúng ta lâu chúng ta mất lâu đúng không? Mất lâu mà. Mất lâu mất lâu. Thế thì đốt đi. Đốt. Rồi cho mổ. Các bác xem trẻ con vùng cao không có trò chơi gì hết, chỉ ngồi quây quần bên bà nội thôi, ngồi nghịch. Đấy, anh chọc phát nhanh nhanh không mà đi hun phát nghĩa là rửa cái là xong rồi mà anh Sinh. Vô phía bên này, phía bên ngoài nhà ấy. Đấy cũng không có gì các bác. Mỗi cái chỗ để đồ đây thôi. Củi đây nha. Thì xem nhà bên này còn ai gọi sang đi ăn cơm. Bên này còn đang đứa trẻ con nhà. À, thì gọi nó sang đi ăn cơm. Thì nó chí. Vâng. Để gian bếp là nhà anh Sinh anh chú ba. Đá ngay cạnh nhà luôn. Vào ăn những bữa cơm cùng với các gia đình của các anh siêu nhân, động viên các anh em để làm đường nó có tinh thần hơn. Được. Chị ơi, xem con nhỉ?
Này hôn cái khói cái tóc ở cái lông nó hết là về ngay cạo ngay được. Đấy thì cái đấy xào trái cạnh ấy anh xính ạ. Cho nó đỡ ngấy. Không luộc hết tí mọi người không ăn được luộc. Luộc mấy cái luộc thái ba bật tấm này luộc. Ừ. Thái cái này xong. Đúng rồi. Đấy cũng có hành không nhỉ? Trên này rất không trồng được hành. Cái này trồng tốt thôi. Ừ, núi đá mà. Mai bắt đầu làm đường không? Vâng. Cho anh em nghỉ vài hôm thôi. Thế giờ máy em cũng để xi măng thôi. À. Nếu có xi măng thì là cả tuần cũng được. Mai làm luôn, mai có xi rồi. Mình cũng cố gắng, mình để lúc nào cũng là việc của mình hết. Đúng rồi. Mình cố gắng làm xong rồi sau này được sớm thì cả càng sớm càng tốt. Đúng rồi, có đường đi càng sớm càng tốt. Vâng. Mọi người đang rất mong mỏi có đường đi. Đây là gì nhá? Ở đây xào tạm mà gừng được. Vâng. Ở đây không có hành nhá các bác. Đây không có xào. Thơm. Gừng có vẻ nó không còi đúng không? Vâng. Không lên. Ở đây khó trồng lên á. Đúng rồi, bởi vì là khô quá, cái đất khô quá. À. Đất khô quá, khe hết. Vừa mới trồng mấy cái một bãi rồi. Không lên cái gì? Hái được đâu? Hái trên này. À. Để chút to. Đang đi hái ớt cùng với cả hành xinh các bác. Tí mấy đứa hãy ăn cơm nhá. Vâng. Đây toàn là đồi đá đây. Toàn là đá hết. Chỗ nào cũng là đá thôi. Ê. Khổ. Không có đất canh tác. Đang đi quanh xin đi hái ớt nhá các bác. Chưa đến à? Ngay bên này. À. Chỗ này là chỗ đỉnh Hấu Chua luôn. Điểm cuối của đỉnh. À đây à? Vâng. Nhìn cây này không sống không nhỉ? Khó quá, mùa không có mưa ấy. Đấy. Trồng được mấy cây này thôi á? Trồng mấy cây này năm ngoái rồi. À. Còn mấy cây năm nay vừa trồng thì nó chân đen. Khó lên. Toàn là tại vì toàn là đất núi đá ấy. Vâng. Trồng gì nó lên cũng khó.
Đấy, trời vẫn còn nắng đấy. Nắng để ngày mai đường nó khô để chở xi măng lên. Ớt này không phải ớt nhỏ nhỉ, ớt to đâu, xem nào. Ớt to đây. Ớt này để ớt to đây. Ăn tạm được. Có ớt cái cay là ăn là sướng rồi. Nhà ấy? Bố. Bố của anh Bó. Bó dưới này á? Vâng. Nhà đâu? Anh Bó ở dưới. Nhà tôi trên đỉnh này á? Không, nhà dưới phố thì thường mà no kia. À. Bố của nó làm cái hố ở dưới này. Làm xuống. Bị rơi xuống. À, ý là bị rơi xuống cái hố trên này, nó mất trên này gì? Vâng. Đi cắt cỏ à? Đi đá ma về. Đá ma về. Sao đi đá ma đi đường trên này? Đi vòng cái cô si mà. À, trên này có một cái đường đi gì? Đường à. Đường xa này đi thả này, đi qua cái núi này. Xây rượu rơi xuống hố à? Ra hai bên chỗ cánh nhau sao? À. Này, bố anh Pó là mất ở trên đấy nhá các. Thế rơi xuống sâu không? Sao á? Sâu lắm à? 14 sải à? Ủa. Chắc là lại giận nhau à? Hai vợ chồng đi bán ma về xong là cãi nhau. Giận nhau cãi nhau lại nhảy xuống hố. Ừ. Chắc là tự giận tự nhảy rồi. Một cái giá xong là cho cái dài xuống. Xong là bắt đầu xuống không buộc lên. Buộc lên. Xong với ở trên kéo. Vâng. Khổ nhỉ. Lấy cái dây về đo. À, con phải đo từ cái đầu phố kia đến dưới này đấy. Từ trên đấy xuống đến tận cái nhà thế này á? Vâng. Ồ, thế chỗ sâu lắm à? Sâu lắm rồi, mình muốn sải. Muốn sải. Giờ mình biết lý do vì sao bố anh có mất nhá. Thế nói mình kỹ là hay hào này? Kỹ dưa. À. Ừ. Luộc rồi. À, chỉ xào lên. Ăn cho nó ngon. Hai đứa trẻ con ngủ rồi. Đấy, biết cho em bé cơ à? Giỏi nhỉ. Thì chắc được rồi, đúng không? Thì chắc được rồi. Thì đi xào xong được. Chú sắp đi học rồi đúng không? Mấy ngày nữa, mấy hôm nữa đi rồi. Mấy hôm nữa, hai anh em cố gắng đi học. Mình nhớ là con anh Chứ là con anh Xính là cũng đi học hết nhỉ? Vâng. Còn bố mẹ với bà với cả các cháu nhỏ đấy. Mấy hôm nữa đi học hết, con này chúng đi mầm non à? Lớp mầm non. 4 tuổi à? Lớp 7 tuổi. À. Hai thanh niên này giỏi nhờ, biết trông em bé, giỏi đấy. Mỗi người một đứa luôn các bác. Ôi ôi ôi, cẩn thận nhá. Đây là hôm nay chắc đi vắng rồi đúng không? Hai vợ chồng đi đám ma. À. Tới tận đúng không? Không biết ga làm gì nó cũng tiện hơn nhỉ anh Xính nhỉ? Ga thì để như là có tiền đi thôi. Đấy.
hết thì mình lại đi đâu lại. Thật ra thì kể cả từ mưa nắng mình đi lô rồi cúc đuôi cụ thì lúc cụ hết thì mưa mới họ đi, đúng rồi, phải đi kiếm củi về làm, không là không có củi để nấu ăn rồi. Hồi mát mấy mấy lần làm nghĩa là phải thả cái nước đường ấy chín rồi đúng không? Đi ăn thịt nha. Cả mạnh mà không như cháy. Đấy, phải nướng ớt này thì vì có món là nước chấm này, chấm cái thịt luộc này mới ngon. Ớt là nướng là than củi nó mới thơm đấy các bác. Đừng lấy vàng sao để nó thơm. Ừ, khó quá. Nóng quá luôn. Đó, ừ, khó quá. À. Rồi đấy, ớt nó cháy hết đấy, cẩn thận nhá. Xem, chưa cháy đâu. Nhà anh Xính là tổng là 9 khẩu ấy nhỉ? Vâng, đông người. 10 khẩu. Bây giờ mới 10 khẩu. Bây giờ 10 khẩu rồi à? 9 khẩu. 9 khẩu chứ. Em gái đi lấy chỗ vừa lấy các khẩu. Món nước chấm này thì chấm thịt luộc thì tuyệt vời đấy. Tuyệt vời các bạn, ngon. Chấm thịt luộc này, nó ngon rồi. Chú quay thử nghe một chá lá tàu. Cái gì nhóc này? Khi nó đến khi nó đến mình chấm lá, cho đợi trẻ con nó mùm mâm luôn. Vâng, mùm mâm. Cho em tách thì ra là 2 mâm. Ờ, đấy 2 mâm đây. Vâng. Trẻ con mùm mâm mình mùm mâm. Chứ là một của chị nó thì à, bắt tao rồi chứ. Con đá bắt tao rồi. Này rồi. Bỏ tụi mình đi mà. Mà đá hãy đi, là mà đá đi rồi. Kệ nó, xì. Nó không là con tàu nào vậy. Nó chí cả nhau. Trẻ con mà kệ. Cô là phụ nào. Cho nó mà mình chẳng biết chẳng nhau. Nhất là mẹo nhờ. Đấy, mẹo kêu rồi chưa? Thằng yêu. Ngủ cho mẹ không? Ngủ 2 thằng. Nhiều đi chơi chơi luôn. Mà không cần hát nữa. Cô la lắm rồi. Cô chỉ là hát nữa. Cô chỉ là hát nữa. Mà, dậu đi, chứ chị vừa mở. Dậu đi, chứ chị vừa mở. Nó chỉ có khách như vậy. Cái tuổi chúng ta.
Nó mỏi đi nhá. Mày ta cái à nó đọc cái bước tầm mé là cầu. Ê ê ê ê ê ê cầu trời cầu giò cầu giò. Ít lấy luôn. Cầu này không thích không này. Chứ chứ bỏ chứ một tí. Cô thứ là chứ. Chứ rồi. Chứ rồi. Đây bán cơm đi. Đây. Nó mỏ đi. Bán lên có gì đâu. Cô mỏ mà. Một đĩa đó. Đấy ngà đĩa đó tu. Chứ rồi. Về ăn cơm đi chú ơi. Chứ rồi. Bà ra. Ta bỏ đi chết rồi. Không có gì. Chứ rồi. Mọi người lấy thải cho một cái tí. Chứ sao. Trẻ con nhanh nhóc này. Đáng yêu chứ. Về ăn cơm đi chứ. Ngồi đây. Xin nhỉ. Kệ hả. Xin nhỉ hai đứa. Ố tao mau nhỉ con nhỉ. Bé tí mà biết cầm thìa ăn cơm, tự giác ăn cơm đấy các bác. À quen rồi. Ăn quen rồi đúng không? Giỏi nhỉ. Con có thử ra bố hả? Ngọt, bông. Bông sao là? Bông hả? Bông sổ lập đông. Chưa, bông sổ lập đông. Chỉ có ba thả con đi. Mình chỉ có con đi nào nó sao nè. Đi chứ. Tao nè. Mà nè, ông hả mỗi nè. Một bạn nói nè. Xong chưa? Xong rồi. Ngồi đi nhờ. Ngồi đi, ngồi đi. Lo, giờ nó mở chứ mày. Chú, con ngồi ăn cơm. Bố, bố cái sao nó mở hả? Nên mày lo, bố. Bố, bố cái sao? Bố, nó mở bố. Nó mở à? Đưa vào ngồi đi. Ăn no chưa? No rồi. Chỉ còn ăn nhiều các bác. Nó giả nó nếp ở nếp rồi. Nó luôn ra. Được rồi anh xin. Anh xin đi chơi ngồi để sao nó múc cơm nha. Ui lì mà. Ăn sao tì. Ôi cơm đi nhờ. Đến giờ trưa. Mọi người đợi lâu rồi. Lâu rồi. Ở nhà cũng nào cũng 12 giờ mới ăn. À. Nó mỏi mà luôn. Rồi à. Đến giờ này đói rồi đấy nhỉ. Nô đói chưa? Đói rồi. Đói à. Thôi ăn đi nhỉ. Nó ép bỏ. Nó nó nó. Sao xinh nhỉ? Cảm ơn anh xinh nhá. Vâng. Mấy miếng thì mời nô là cái. Mình nhỏ có cô. Thôi mời nô nhá. Mời các bác nhá. Mời các cháu nhá. Sánh đây. Vâng. Nó nhấp bỏ. Sao xinh nhỉ? Mời các bác. Tạm hồi. Vâng. Đi. Được rồi. Thế thì sao ấy? Cho đi cây nước vào. Nhắc cho anh nước vào. Vừa vừa ấy, nhiều quá. Nhiều quá, không ngon. Rồi. Ừ. 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 Chú ngoài này, chú đi. Không bắt điểm, không bắt phải. Nô gấp thịt mạnh nhá, các chú nhá. Mời các bác ăn cơm cùng với gia đình ăn kính.
Mai tiếp tục làm đường anh chị. Ăn no rồi đúng không? Ừ. Anh ấy chỉ tôi nọ nu. Nó mà khuya hết chứ nó nha, nó từ tôi mà bé mà học cha được. Cái cháu vô mùa mô lư á. Cái cháu mà dạ. Nó bảo cháu đi. Cái này nó không cay mấy nhỉ? Cái này có cay mấy. Em ngâm tự ý cay á. Ngâm mình lấy cay á? Không, cái đấy là em mua trên chợ này. À. Thử múc cơm đi cho mọi người ăn nha. Nó đi nha. Rồi đợi trẻ con này tự túc ăn. Ở nhà trẻ con ở nhà Mỹ Linh nha. Bố mẹ bón cho không ăn ấy. Trẻ con đây giỏi thật. Con vào cao. Bà ăn mạnh lên nhá. Nó đói mình hết rồi nhá. Lâu về lên nhà anh xính chơi. Lần này lần thứ 3 đó nhỉ. Cứ ăn đi, em thấy thôi. Ấy, bà đưa cho nó múc hộ cho. Bà chỉ mất tầm nhìn phát nhỏ hài à. Nó bác ơi này. Thôi em thấy thôi, nó rồi. Ăn đi. Ít quá. Một bát thôi. Đây đây, mày múc cho chị. Thầy bác nữa rồi. Em thấy thôi. Không ăn được. Nó lý à. À. Nó phải không? Ừ, trẻ con này bên này vẫn bốc liền luôn. Đủ thịt ăn không? Uống mấy thịt bên này sang này. Sáng no chưa? Ôi nhá, cảm ơn anh Xính nhá. Mắn lên, mắn lên, bỏ nhá. Nó lý à? Mà chết chờ. Ôi nhá, có cho tôi đi mùa tàu mà. Cứ ăn đi nhá, cứ ngồi đi nhá. Mắn lên, mắn lên, bỏ lên, mắn nhá. Chị mày nhá. Con chào mọi người nhá. Các bác vừa rồi cũng vừa vào chỗ nhà của anh Xính. Trong biệt đội 7 anh em siêu nhân làm đường thì cũng đã ăn cơm nhà gia đình anh cùng với cả mọi người các cháu nhỏ đây. Thì vừa rồi thì Mỹ Linh ăn cơm xong rồi. Đấy, ở đây có cái chiếc giường ngủ nhỏ nhỏ của trẻ con này. Đấy, đường gì đấy? Có đường bên đấy. Và vừa rồi thì các bác cũng cùng với cả Mỹ Linh quay trở lại đỉnh Hấu Chua
và cũng thăm mấy anh em siêu nhân. Thì trong ngày mai thì mấy anh em siêu nhân lại tiếp tục cái quá trình làm đường của mình. Rất là mong quý cô bác đã luôn xem và đồng hành ủng hộ cho Mỹ Linh. Thước phim Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Hãy đi đường đấy.